Tiếp nào. Xin kính chào quý vị khán giả của giải bóng đá BNI Core miền Bắc năm 2024. Trước mắt chúng ta là trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 giữa hai đội bóng. Khá nguy hiểm, rất bất ngờ. Như vậy là lưới của cao thủ ở Bandon đã rung lên. Một tình huống tưởng như vô hại và không có gì đáng chú ý thì nó đã trở thành một bàn thắng dành cho đội bóng áo xanh Excellent. Tình huống phá bóng, tình huống quá khó và lỗi không hề thuộc về Ngọc Tuấn ở bàn thua thứ nhất. Đường lên bóng dành cho các cầu thủ áo trắng dứt điểm. Cú ra trận khá nhanh của Nguyễn Văn Hùng. Khá nguy hiểm và như vậy là đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Không ai khác đó chính là Quang Khánh, cầu thủ mà chúng tôi đã nói rằng ít phút trước đó thì anh là niềm hy vọng lớn nhất của Abundance. Và vừa rồi là một pha xử lý quá xuất sắc của số 18. Cú đá ở góc hẹp bằng chân không thuận nhưng Quang Khánh. Long Thường. Đường lên bóng dành cho các cầu thủ áo xanh. Đường chuyền vào khá nguy hiểm và như vậy là 2-1 dành cho các cầu thủ áo xanh. Người đã ghi bàn là anh Giảng, số 66, sau một pha bóng lập bập. Anh Giang đã tận dụng rất tốt thời cơ ở một pha bóng lộn xộn và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 dành cho Excellent. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội bóng Excellent và Abandon trong khuôn khổ vòng 3. Bóng vẫn đang trong cuộc, Lê Hoàng, Quang Khánh dứt điểm 2-2. Không ai khác, đó lại là Quang Khánh. Một cái tên mà trong những lúc khó khăn nhất và cần bàn thắng nhất thì đội bóng Abandon sẽ tìm đến anh. Và Quang Khánh chưa bao giờ làm phụ lòng đồng đội cũng như ban huấn luyện cả. Bàn thắng nâng tỷ số. Hải Long, đấy rồi, Quang Khánh chuyền về, bàn thắng thứ 3. Quá gọn gàng, nhịp nhàng và chính xác, đó là những gì đã diễn ra ở bàn thắng thứ 3 của Abundance. Khi thay những cầu thủ trụ cột của mình vào sân và bắt đầu tăng tốc thì Abundance đã cho thấy được năng lực của mình, khả năng áp đặt của Abundance lên đối thủ của mình. Thể lực của đội bóng Excellent cũng đã suy giảm khá nhiều ở trong hiệp thi đấu thứ hai và những phản kháng của họ cũng trở nên yếu hớt hơn. Và đây là thời điểm mà ban huấn luyện của Excellent sẽ phải đưa ra những phương án thay đổi cầu thủ để gia tăng ít nhất là chất thép dành cho đội hình. Và như vậy là bàn thắng tiếp theo dành cho
ở bàn đơn rồi. Cú đúp của Hồng Thành. Bốn hai dành cho trẻ lại khoảng 5 năm nữa, 5 tuổi. Khi mà bụng vẫn đang còn 6 múi thì có lẽ Hồng Thành đã có thể điền tên mình lên bảng điện tử ở trong pha bóng vừa rồi. Nhưng đây vẫn là cơ hội dành cho Hồng Thành. Cú hat trick của cầu thủ mang áo số 9. Bàn thắng thứ 3 đến rất dễ dàng dành cho Hồng Thành. 5-2 dành cho Urbanden. Thế mà những sự thay đổi chưa kịp phát huy hiệu quả thì Excellent đã phải nhận thêm những bàn thua. Đây rồi, Long Thường không vào. Tương đối đáng tiếc và khó hiểu cho cú sút vừa rồi của Long Thường. Pha xử lý trước đó là rất mềm mại và qua bóng, qua người rất hay rồi. Hải Long. Đây là Quang Khánh. Hồng Thành. 6-2. Hồng Thành dứt điểm luôn, anh không chuyền cho đội trưởng Long Thường. Có lẽ là đường truyền của Quang Khánh dành cho Hồng Thanh, cột hai. Fantakill. 5 bàn thắng dành cho Hồng Thanh. Phong độ ghi bàn của Hồng Thanh ở trong hiệp 2 là quá tốt. Như vậy là trận đấu giữa Urbanden và Excellent đã kết thúc rồi. Xin chúc mừng cao thủ Urbanden với chiến thắng tỷ số 7-2. Còn Excellent thì họ cũng đã có một trận đấu rất nỗ lực. Quý vị và các bạn đừng rời màn hình quá lâu. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả những diễn biến của trận đấu ở lượt thi đấu thứ 2 trong buổi sáng ngày hôm nay. We'll be right back.